6 đối tượng gồm Đồng Văn Lụa, Ngô Hoàng Đỏ cùng cư ngụ xã Vĩnh Thanh, Phan Văn Trà, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Đặng Văn Diện, ngụ xã Vĩnh Bình và Đỗ Thị Hạnh, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình vừa bị lực lượng công an huyện Hòa Bình kết hợp với công an xã Vĩnh Bình bắt quả tang đang có hành vi đánh bạc với hình thức là lắc bầu cua ăn tiền. Tang vật thu được tại hiện trường là một bộ bầu cua đã qua sử dụng và 25 bộ bầu cua chưa qua sử dụng. Hai bộ thao bằng kim loại dùng để lắc bầu cua cùng số tiền mặt là 5.300.000 đồng. Qua khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an còn thu giữ hơn 55 triệu đồng tiền mặt và 6 cái điện thoại các loại. Hiện vụ việc đang được công an huyện Hòa Bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.